giờ anh ôm con này em, anh chạy Sài Gòn miền Tây đi, anh chạy bất cứ con BOT nào là nó không có like luôn. Em nói thiệt với anh, nó y như BOT cái nát đó. Mày mày BOT là không có like với nó luôn. Nó dữ hơn, nó đè dữ hơn nữa không? Không phải là đè dữ hơn mà nó còn phi ngựa hơn nữa. Nó chạy. Ờ, cái nết nó mất dạy lắm. Khi mà anh chạy quen cái nết đó rồi là anh quăng Ducati nào ra anh cũng chạy như xe Nhật. Trời ơi. Đúng rồi. Nó hổn hơn nữa không? Xe này chủ xe đang bán 720 triệu em. Sơn qua 50 mà còn mét. Con cái kia nó cấn gì đập chạy quá. Cái đồ quá. Xe này xe khúc chờ Noel mấy bạn. Cha Hiệu Tông đem nguyên một vàng cọp xuống phục vụ anh em miền Tây các bạn. Đây có CBR 1000 bản thường, CBR 1000 bản SP, Z1000 full, BMW S1000 RR 2020, Yamaha R1 full carbon, BMW S1000 RR 2021, Harley Davidson, quá xịn luôn. Tới luôn rồi anh em ơi. Một lần nữa xin được đại diện cho hội đoàn của tổng thờ xin được chào đón toàn thể anh chị em, tất cả những trái tim yêu tốc độ, yêu mô tô đang đến với vùng đất Cần Thơ. Thank you.
lắm mấy bạn. Ai có tiền thì lên Mường Xanh ăn buffet, còn mình không có tiền là mình ra ngoài mình ăn lẩu mắm. Cam nữa rồi. Rồi xong luôn.